Chào các bác nhá. Bây giờ là buổi chiều của ngày 25 tháng 2 năm 2020. Đấy, thì từ ngày buổi sáng cũng có mưa rồi. Vậy buổi chiều ngày hôm nay thì em lại lên clip về máy giặt để phục vụ cho các bác những ngày mưa gió ở miền Bắc của chúng ta, cũng như là tất cả các tỉnh thành. Các bác nào có nhu cầu về máy giặt thì liên hệ. Đấy, giới thiệu với các bác một con Toshiba TVK của dòng TVK Z9200. Đây là trong những cái mặt hàng mà máy giặt của dòng Tô, đó là dòng cao cấp siêu tính năng. Đấy, con này thì đẹp xuất sắc các bạn ạ. Đấy, em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem nhá. Đầy đủ công nghệ. Con này giặt 9 sấy 6 và sấy mở lốc, có eco này và có pico ion khử khuẩn. Đấy. Đầy đủ công nghệ để chế độ chúng ta giặt màn hình LCD. Đây là bên trong của một con máy giặt Toshiba Z9200. Con này thì em đang vệ sinh xong, vừa vệ sinh xong để em test rồi và đăng lên để cho các bác nào có nhu cầu thì nữa. Đây, quay truyền hồi, duy nhất có một vết này thôi. Đây là bên đằng sau con máy giặt Toshiba Z9200, độ đẹp và độ mới của nó rất nhiều. Em luôn bán những cái mặt hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, xem nhau 1 9 1 10 các anh ạ. Đấy, với con này thì nó là thuộc dòng cực đẹp rồi. Đấy, đầy đủ công nghệ. Với một con số tiền mà bác bỏ ra để mua được cũng đá đồng tiền để bác gạo các bạn. Vì với một con như thế này, bên mới của Nhật thì nó tính bằng theo, nếu tính là tiền Việt Nam thì nó hơi nhiều. Nếu mà gọi là tính tiền đô nó khoảng tầm 2.000 đô, khoảng bốn mấy triệu. Đấy, nhưng mà bây giờ về tới bến bây giờ thì nó còn đẹp như thế này thì nó chỉ còn bằng một nửa thôi. Đấy, để các bác có thể so sánh xem là có đáng mua hay không. Đấy, vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu về con máy giặt Toshiba Z9200 này thì liên hệ với em. Rồi, em quay lại một lần nữa để bác nào có nhu cầu liên hệ nhé. Đấy, em đăng nhanh và bác nào mua nhanh em cũng bán rất nhanh. Rồi, ok, cuối video này em xin chào các bác nào có nhu cầu liên hệ. Vâng, xin chào các bác.